Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, thiếu vốn là một trong những cụm từ được nhắc đến nhiều đối với hệ thống tài chính ngân hàng của không ít quốc gia trên thế giới. Trong đó, Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ. Theo thống kê từ dịch vụ nhà đầu tư Moody's, Moody's Investor Service, hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục thiếu hụt một lượng vốn không nhỏ vào khoảng 2,5% đến 3% GDP trong năm 2017 này, thậm chí lên tới gần 5% GDP vào cuối năm 2016 vừa qua. Vậy nguyên nhân nào dẫn tới sự thiếu hụt nguồn vốn này của các tổ chức tín dụng? Niêm lợi nhuận thấp có phải là rào cản trong việc tái tạo nguồn vốn đối với các ngân hàng hay không? Giải pháp đưa ra để giảm thâm hụt vốn cho các ngân hàng là gì? Chuyên đề Tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ dành thời lượng để phân tích những vấn đề trên. Trước tiên, mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp của chúng tôi sau đây. Dịch vụ nhà đầu tư Moody Investor Service cho biết các ngân hàng tại Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn trong 12 đến 18 tháng tới và tình trạng này vẫn sẽ tiếp tục là gánh nặng tín dụng chính đối với ngành. Ước tính vào cuối năm 2016, hệ thống ngành ngân hàng Việt Nam bị thiếu hụt khoảng 9,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 4,6% GDP. Vào cuối năm 2017, mức thiếu hụt vốn khoảng 5,1 đến 6,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 2,5% đến 3% GDP. Với mức tăng trưởng tín dụng ở mức 26% vào năm 2017 và 2018, nếu không có đột biến nào trong tỷ lệ nợ xấu và thu nhập lõi của ngân hàng, Moody cũng chỉ ra rằng các hồ sơ vốn của các ngân hàng đã tiếp tục xấu đi. Ví dụ, vào cuối năm 2016, các ngân hàng đánh giá theo Moody đã báo cáo tỷ lệ vốn cấp 1 trung bình là 7,8% theo Base 1 từ mức 8,5% vào cuối năm 2015 và 10,7% vào cuối năm 2013. Kịch bản của Moody dựa trên 4 giả định. Thứ nhất, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng vẫn sẽ ổn định. Thứ hai, sẽ không có sự gia tăng trong giao dịch mua bán nợ của VAMC. Thứ ba, thu nhập chính của các ngân hàng vẫn sẽ ổn định. Thứ tư, ngân hàng sẽ trích lập dự phòng trái phiếu VAMC theo kế hoạch. Vâng, thưa quý vị, các ngân hàng tại Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn trong 12 đến 18 tháng tới. Và tình trạng này vẫn tiếp tục là gánh nặng tín dụng chính đối với ngành. Đó là một nỗi lo lắng đối với hoạt động của các ngân hàng. Theo các chuyên gia, việc hụt vốn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa nhất không thể không nhắc đến. Đó chính là câu chuyện về sự tăng nhanh của tín dụng trong thời gian vừa qua. Ghi nhận sau sẽ giúp quý vị có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Tăng trưởng nhanh, không chú tâm đến chất lượng tín dụng, từ đó phát sinh nợ xấu. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho hệ thống ngân hàng rơi vào tình trạng thiếu hụt vốn trong thời gian qua. Đặc biệt, tình trạng tăng trưởng tín dụng nhanh và cao hơn so với mức tăng trưởng huy động lại đang có xu hướng tiếp diễn trong thời gian gần đây. Tôi nghĩ là cái Moody's tính cái thâm hụt vốn của hệ thống ngân hàng Việt Nam đưa ra đó thì tôi cho là rất cần quan tâm, rất cần phải chú ý đến những cái khuyến cáo của họ. Mình không thể bỏ qua được, bởi vì một thời gian dài mình tăng trưởng tín dụng quá nóng mà mình không chú tâm đúng mức đến cái chất lượng tăng trưởng, chất lượng tín dụng, để lại một cái hậu quả rất nặng nề, đó là nợ xấu. Mà nợ xấu thì nhiều năm nay bàn đến nó, 3-4 năm nay bàn đến nó rồi nhưng mà vẫn chưa xử lý dứt điểm được. Và một khi nợ xấu rất là lớn, cho vay lại không đem lại hiệu quả, thâm thủng vào vốn, xong lại phải trích dự phòng rủi ro quá lớn, do đó dẫn đến cái vốn của ngân hàng tự tích lũy rất thấp. Thì việc thiếu vốn đối với hệ thống ngân hàng là hoàn toàn có. Chúng ta có thể dễ dàng thấy được là trong 4 tháng đầu năm 2017 ấy, thì tốc độ tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống lên tới 4,86% theo như công bố của chính phủ. Trong khi đó thì cái tăng trưởng huy động vốn nó chỉ khoảng 3,8%, có nghĩa là chênh lệch 1%. Như vậy thì cái áp lực mà vốn đối với hệ thống ngân hàng trong thời gian sắp tới rất là cao. Một trong những điểm hạn chế của các ngân hàng Việt Nam chính là sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng. Có đến 70 đến 80% thu nhập của các ngân hàng đến từ hoạt động tín dụng. Trong khi đó, các lĩnh vực ngân hàng đã đổ tín dụng vào thời gian qua chủ yếu là các lĩnh vực rủi ro như bất động sản hay chứng khoán. Sự trồi sụt của các thị trường này cũng phần nào ăn mòn lượng vốn không nhỏ của các ngân hàng. Do đầu tư vào những lĩnh vực mà tiềm ẩn rủi ro rất cao, thị trường co hẹp rất thất thường, thậm chí là tính thanh khoản của một số thị trường như là một thời kỳ là thị trường bất động sản, rồi thị trường chứng khoán chẳng hạn, thấp và lên xuống rất thất thường. Vì thế mà làm cho cái nguồn vốn ngân hàng đầu tư vào đây cũng không phải dễ dàng mà rút ra được.
Đấy, bởi vì là vì nhiều lý do mà khách hàng vay đến hạn không trả được gốc và lãi. Tất cả các ngân hàng đều phải phụ thuộc đến 80-90% là thu nhập đến từ hoạt động tín dụng. Do đó là cái khả năng tạo vốn của ngân hàng nó lại quay trở lại, nó phụ thuộc vào cái khả năng mở rộng hoạt động cho vay. Thế là tạo ra một cái vòng luẩn quẩn, tức là thiếu hụt vốn thì bị hạn chế cho vay. Nhưng hạn chế cho vay thì lại không sinh ra được lãi. Không sinh ra được lãi thì lại không có cái nguồn bổ sung vào vốn tự có và lại tiếp tục thiếu hụt như thế. Trong khi tín dụng nhiều rủi ro thì các ngân hàng lại chưa thực sự hấp dẫn đối với dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Khi hệ thống thông tin chưa thực sự minh bạch, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài còn thấp. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng thương mại Việt Nam. Cái tỷ lệ room tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài là khoảng 30%, là 30%. Và với cái tỷ lệ sở hữu như vậy thì bản thân một nhà đầu tư nước ngoài họ khó mà có thể có cái quyền chi phối hay là can thiệp quá sâu vào hoạt động của ngân hàng để có ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động của ngân hàng. Đó là có thể là một cái điều mà họ vẫn còn e ngại. Cái thứ hai nữa là các nhà đầu tư nước ngoài rất là khá là quan ngại cái vấn đề là minh bạch, tính minh bạch và cũng như là tính chính xác về số liệu của các ngân hàng, cái phần ngân hàng cung cấp. Không ít các chuyên gia cũng cho rằng việc thu hút dòng vốn từ nhà đầu tư nội, từ việc phát hành cổ phiếu cũng không dễ dàng với các ngân hàng, bởi khá nhiều ngân hàng giá trị cổ phiếu còn dưới mệnh giá. Thiếu hụt vốn, đi đôi với nó là những rủi ro tiềm ẩn đối với các ngân hàng thương mại nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung. Dòng vốn thiếu hụt nhưng khả năng tạo vốn của các ngân hàng từ lợi nhuận lại đang ở mức hạn chế. Theo thống kê từ thị trường, tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ròng và khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại đang ở mức thấp so với nhiều năm trước đây. Năm 2010 và năm 2011, ROE bình quân của các ngân hàng thương mại khoảng 20% một năm. Những năm sau có xu hướng giảm về chỉ còn 15% vào năm 2012, 11% năm 2014 và đến năm 2016, tỷ lệ này chưa bằng 1/2 con số ghi nhận vào năm 2012. Khả năng tái tạo vốn của các ngân hàng còn kém, theo nhận định của các chuyên gia, chính là nguyên nhân dẫn đến thâm hụt vốn như hiện nay. Một trong những vấn đề khiến cho khả năng tái tạo vốn của các ngân hàng gặp khó chính là tỷ lệ thu nhập lãi cận biên vẫn còn thấp. Năm 2016, đa số các ngân hàng có hệ số tỷ lệ thu nhập lãi cận biên NIM giảm sút so với năm 2015. Năm 2017, dự kiến các ngân hàng còn khó duy trì được hệ số NIM như năm vừa qua do trái phiếu chính phủ ở kỳ hạn 5 năm mà các ngân hàng đã đầu tư trong giai đoạn từ 2011 đến 2012 với lãi suất cao từ 10 đến 12% đang đáo hạn dần, trong khi phần trái phiếu đầu tư trong thời gian gần đây có lãi suất thấp hơn rất nhiều, chỉ từ 5 đến 6%. Để ổn định vĩ mô, chính phủ luôn luôn chỉ đạo hệ thống ngân hàng là làm sao phải ổn định được lãi suất và có xu hướng ngày càng giảm thì tốt. Trong khi đó đầu vào không phải dễ dàng mà đưa được xuống thấp vì là vấn đề lạm phát, vì là làm sao phải bảo toàn phát triển được vốn thì người dân người ta mới gửi vào. Do đó là cái đầu vào, tức là lãi suất huy động, không có điều kiện giảm sâu. Mà trong khi đó đầu ra thì luôn luôn chỉ đạo là làm sao cố gắng giữ vững và giảm đi. Vì thế mà cái NIM, chênh lệch giữa đầu ra và đầu vào của ngân hàng Việt Nam hiện nay rất thấp. Và cái thấp đó nó thể hiện cái là nó tiềm ẩn những cái rủi ro cho hệ thống ngân hàng là cao. Bên cạnh đó, con số nợ xấu lớn trong thời gian kéo dài, kèm theo nợ xấu nhóm 5, nhóm nợ khó đòi vẫn đang ở mức cao, vẫn chưa được giải quyết, đã ăn mòn lợi nhuận ngân hàng do các ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro lớn. Lợi nhuận thấp thì đồng nghĩa với việc khả năng tái tạo vốn để bù đắp thâm hụt là điều khó khăn. Là tính đến cuối 2016 thì cái lượng vốn thiếu hụt của toàn hệ thống là khoảng hơn 9 tỷ đô, đúng không? Nó tương đương chính là cái phần nợ bán cho VMC. Thực chất nó là nợ đã xấu rồi nhưng mà chưa trích lập được hết, cho nên là nó vẫn ở trên đấy, trên bảng cân đối kế toán. Và nếu như trong trường hợp mà buộc phải trích lập hết ấy, thì toàn bộ cái phần đấy nó sẽ làm giảm vốn, chính vì đó cái lượng vốn thiếu hụt nó là xuất phát từ đó. Ngoài ra, thu nhập chính của các ngân hàng hiện nay còn phụ thuộc nhiều vào tín dụng. Các dịch vụ phi tín dụng chưa thực sự phát triển mạnh cũng dẫn đến tình trạng khó tái tạo vốn của các ngân hàng. Với cái việc mà phát triển đối với tăng trưởng tín dụng ở trong những lĩnh vực có nhiều cái rủi ro cao như là tài chính, như là bất động sản, thì cái việc trích lập dự phòng là cái điều tất yếu. Và với cái việc mà
trích lập dự phòng lớn như vậy thì cái khả năng thiếu hụt vốn là cái chuyện đương nhiên đối với cái hệ thống ngân hàng của chúng ta. Hầu hết các ngân hàng Việt Nam thì vẫn tạo ra lợi nhuận thu nhập chủ yếu bằng kênh tín dụng thôi. Còn cái hoạt động phi tín dụng để có điều kiện cải thiện cái thu nhập này, mà đấy mới là cái hoạt động là ít rủi ro, thì lại chưa có điều kiện phát triển. Và cái xu hướng mà cái thu nhập phi tín dụng thì có nhiều ngân hàng cao nhất cũng chỉ khoảng sấp xỉ 2%, còn đa phần mới chỉ khoảng trên dưới 10%. Thế thì những khía cạnh đó thì cái tự tạo cũng đã rất là hạn chế. Các chuyên gia của Moody cũng nhận định rằng khả năng tái tạo vốn của ngân hàng Việt Nam vẫn còn yếu do tỷ suất niêm thấp, thu nhập từ phí thấp, gánh nặng trích lập lớn. Trong bối cảnh này, phải mất nhiều năm thì hệ thống ngân hàng mới có thể lấp khoảng thiếu hụt vốn thông qua việc tự tạo vốn. Vậy cần những giải pháp nào để hạn chế tình trạng thâm hụt vốn trong hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam hiện nay? Phóng sự sau sẽ đi tìm câu trả lời cho vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo các chuyên gia, để hạn chế tình trạng thâm hụt vốn ngày càng trầm trọng trong thời gian tới của hệ thống ngân hàng, thì việc phát triển tín dụng lành mạnh, cân bằng với tăng trưởng huy động là điều cần thiết. Để làm sao để giảm được cái thiếu hụt vốn trong cái ngân hàng chúng ta thì chúng ta phải phát triển được tín dụng lành mạnh. Tôi nghĩ là rất cần phải nhìn nhận cái tăng trưởng tín dụng của những tháng còn lại năm 2017 cũng như năm 2018 với cái huy động vốn thế nào cho hợp lý. Bởi vì một khi lại tăng trưởng tín dụng quá nhanh hoặc là nóng để đáp ứng cái nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế, bởi vì dù sao chăng nữa thì tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở một chừng mực nhất định vẫn phải có vốn, và không có vốn thì cũng ảnh hưởng rất là lớn. Thế thì tăng trưởng thế nào là hợp lý với cái nguồn vốn huy động được là phải tính đến trong bối cảnh đó. Và khi mà cái mà tăng trưởng nó hợp lý và đi đôi nó là nâng cao chất lượng tín dụng tăng trưởng, thì có điều kiện là thu được gốc và lãi về, và có điều kiện lợi nhuận thì cũng có điều kiện để bổ sung vốn. Ngoài ra, với tình trạng nợ xấu hiện vẫn chưa thực sự được giải quyết triệt đề như bối cảnh hiện nay của Việt Nam, thì việc xử lý nợ xấu đi liền với tái cơ cấu sẽ là cơ sở để các ngân hàng có điều kiện hồi phục, từ đó tạo lợi nhuận để bù đắp cho những thiếu hụt vốn hiện nay. Xử lý nợ xấu và phải gắn với nó là tái cấu trúc ngân hàng. Chứ nếu mà chỉ đơn thuần xử lý nợ xấu mà không gắn với tái cấu trúc cái những cái nội tại của từng ngân hàng thì tôi cho là hiệu quả cũng không đem lại mong muốn. Thế thì một khi mà xử lý dứt điểm được cái xử lý nợ xấu, hoặc là không dứt điểm thì nó cũng là xử lý được một cái phần tương đối lớn của một cái khối lượng nợ xấu rất là lớn này, thì đôi khi cũng cải thiện phần nào, bởi vì giảm cái phần trích dự phòng rủi ro ở một chừng mực nhất định thì rõ ràng nó cũng không thâm thủng vào cái hoạt động cũng như là cái lợi nhuận của ngân hàng. Moody's Investor Service cho rằng, trong bối cảnh này, phải mất nhiều năm thì hệ thống ngân hàng mới có thể lấp khoảng thiếu hụt vốn thông qua việc tự tạo vốn. Chính vì vậy, nới lỏng sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài để thu hút thêm dòng vốn ngoại đổ vào thị trường Việt Nam nói chung, cũng như các ngân hàng thương mại nói riêng, cũng là một chìa khóa quan trọng trong bối cảnh huy động vốn từ thị trường trong nước còn khó khăn như hiện nay. Thì chúng ta nên hạn chế sử dụng các cái biện pháp hành chính nhằm mục đích là quản lý hệ thống ngân hàng. Ví dụ, chúng ta có thể thấy là cái việc mà cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào lĩnh vực ngân hàng thì chúng ta cần phải nới lỏng, có nghĩa là chúng ta cần phải tăng room cho nhà đầu tư nước ngoài khi mà họ muốn tham gia vào các ngân hàng thương mại. Rất nhiều ngân hàng thương mại họ đang đẩy mạnh cái hoạt động tìm đối tác nước ngoài để bán vốn hoặc là tự tăng vốn điều lệ từ trong nước, thì đây cũng là một cái cách rất là tốt, vì nó vừa đảm bảo là bổ sung cái nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, mà đồng thời nó cũng hỗ trợ cho việc là nâng cái tỷ lệ an toàn vốn lên cái mức đảm bảo 12% theo cái tiêu chuẩn của Basel 2. Việc thiếu hụt vốn không phải là vấn đề riêng của hệ thống ngân hàng Việt, mà đây cũng là vấn đề của không ít các ngân hàng trên thế giới. Tuy nhiên, nếu vấn đề này còn tồn tại lâu, thì hoạt động của hệ thống ngân hàng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính vì vậy, việc nhanh chóng đưa ra những giải pháp đồng bộ và hiệu quả để các ngân hàng có cơ sở thuận lợi, tái tạo dòng vốn là điều cần thiết. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.